Hello, xin chào các bạn nha. Mình là Huy đây, thì hôm nay mình sẽ nướng tôm với 3.500 que diêm để xem là nó có chín hay không nha. Thì đây là tôm mình đã chuẩn bị và diêm còn nữa nha các bạn. Đây, ok, bây giờ mình sẽ chuẩn bị nha. Ok, bây giờ mình chuẩn bị nướng nha. Mình chỉ đặt những con tôm lên diêm cho đẹp thôi. Chứ mình sẽ dùng giấy bạc này để mình cuốn. Chứ để nướng như thế này thì làm sao mà ăn được đúng không các bạn? Ok, bây giờ mình sẽ cuốn tôm vào giấy bạc nha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu nướng nha. Tiếp 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 tiếp. À, cháy. Ok, mình nghĩ là tôm chắc nó chín rồi các bạn ơi. Ok, chắc bây giờ mình phải dập lửa thôi các bạn ơi. Chứ để lâu anh mình sợ nó khét á. Lấy gì ra còn cái hay quá, dập xong vẫn chết. Ok, chắc bây giờ mình sẽ lấy thử ra để ăn nha. Bình mở ra đi. Gì? Bình mở mở tôm ra đi. Mình mở cho. Con mày anh có tẩm ướt gì ở đây không? Không. Tôm để nguyên vậy chứ không tẩm ướt gì hết đó. Chín rồi. Em lấy con thử. Đen đen hả ta? Ớt nè các bạn. Nóng không? Bóc bóc ăn thử đi. Review cho các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn. Có mùi gì? Cay cay. Có mùi tôm. Hèn chi. Chua nữa. Được. Ớt nè.
Mời các bạn miếng. Thôi ăn không mời các bạn gì hết. Mình mời các bạn miếng nha. Thèm lắm hả gì? Ok, bây giờ mình sẽ ăn thử tôm nha các bạn. Sao không thèm? Cay. À, chưa cay. Siêu nè. Để cái đấy. Ê, nhục vô, vô vô. Chút chút cay cay. Muối nè các bạn. Ok, mình mời các bạn nha. Đây. Kẹp miếng ớt vô bình. Thành này cũng không. Ok, mình mời mấy bạn nha. Tôm nhỏ nhỏ như thế này thì mình thấy nó ngon. Còn không biết cái loại tôm bự hơn thì nướng nó sẽ như thế nào nữa. Đúng ngon luôn. Ngon, phải nhà muối em làm. Này không biết chấm với mù tạt thì sẽ như thế nào. Mình ăn thử mù tạt chưa? Rồi. Chấm với cái gì? Gì? Cái này chấm với mù tạt nè. Ăn phê cay. Bột tạt chấm mấy cái hải sản đúng ngon luôn. Ai ăn được thì ngon, còn ai mà không ăn được bột tạt á rất là kinh dị các bạn. Đây mình mời các bạn mấy nữa nha. Có ơn rồi các bạn. Ngon. Ừ, ăn nó đã. Ăn ớt bự mà cảm giác à. Tính ra ớt này chưa cay. Được không? Hơi thịt tê các bạn. Để em test này. Mời các bạn. Rồi, chưa kịp mời. Mời các bạn miếng ớt nha. Tôm ăn nó ngọt. Có gặp không? Tôm mình thấy nướng lên ăn rất là ngon các bạn ạ. Mình thích ăn lọt vỏ ra. Còn Bình thì thích ăn luôn cả vỏ. Đây mình mời các bạn miếng đó nha. Đó. Không, mình ôm nè các bạn. No quá. Không con đó mình không ăn hả? Không. Ok các bạn ơi, mình còn có một con rồi thôi. Mình nghĩ là mình sẽ cho con chó nhà Bình ăn nha. Thấy nó cũng tội nghiệp đó. Nó nhỏ xíu rồi các bạn. Thấy nó cũng dễ thương nên mình quyết định là cho nó ăn con tôm này xem nó ăn không nha. Mình thử cho nó ăn nha các bạn. Đây.
nó ăn rất là ngon. Mình quay gần lại xíu. Mình thấy nó rất là thích ăn các bạn ơi. Ủa nó cạp, ngon lành luôn, rất là đói, đã quá. Ôi, 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 ôi. Còn ăn nè, còn xíu. Cái vỏ này mình nghĩ không cho lên cho nó ăn các bạn ơi, tại nó còn chó con á, chắc mình phải dục cái này thôi chứ mình nghĩ không cho nó ăn đâu. Ok, chắc mình kết thúc clip tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Bye bye các bạn.